Ui không vậy tới mọi người ơi. Lồng ui đau ấy. Xe thanh cái. Xe thanh thua rồi. Vừa xe anh giả. Nhà 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 nhà. Ôi con Toro có tí đâu. Mày gọi lính đạt rồi. Bác nhập đầu anh em ạ. Cái hồi sinh ra cần đấm cái chê luộc. Ê nó phải cày dài. Má mình không giết thằng triệu vinh anh em ạ. Bên đó toàn toàn hồi sinh với liềm thôi. Mình mấy cái liềm với mấy cái hồi sinh. Bao nhiêu hồi chiêu nhỉ? 25 ở cái link này cho nó 35 hồi chiêu nhé. Có link sách của mọi người. Game mà team nó không có thằng nào tanh cả, nhưng mà chúng nó có nhiều hồi máu. Đây đang quá là đau khổ đây. Lùi đi, lùi đi, lùi về đi, lưng lẽ thằng này em ơi, về đi, về đi. Đau là càng đau á. Enemy Yasuo đang to quá. Yasuo đang to mà nó con nanh em. Từ dưới 50% máu nó con nanh nó vả đau lắm. Mẹ cái thằng Sen này bảo nó về đi lao lao cái đầu lên thằng hùng này mình bị làm sao đi em. Ôm lên cố cái phút này rồi thì cố gắng win đi mình cứ ngáo 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 vậy. Mẹ nó ôm lên phút 26 27 thì cứ lao đầu lên. Mẹ óc vãi lìn này anh em. Cố đi mẹ cố đi cố cho nó nốt đi. Cứ một mình lao lên đã bảo vệ rồi cứ một mình lao lên, định lao lên xong đẩy về, chứ vẫn cứ bỏ cho cái check mẹ rồi về thì đéo nó được. Ác Stu cái là mất luôn mọi người. Anh không thằng dốc đứng sau này em ơi. Nguyễn Văn Nguyên, bớt nóng bớt nóng. À. Về về dung rồi, tụi em có thể làm việc được mấy cái gọi gọi mấy cái con này đây. Mẹ con này nó phải 30k máu anh em ạ. 30k hay 30 mấy k máu. Chơi luôn. Thằng Ghidu nó vẫn full phép đúng không? Ui Ghidu lên tanh này. Ờ lịch sách đây anh em. Sách thì khó đánh. Mà có sách thì nó team nó không có tanh. Anh cày vô em ơi. Chơi thằng triệu vinh này, thằng triệu vinh này bị lỗ ngu lắm. Anh đấy, anh đằng sau này, đánh đi anh đằng sau đây này. Mẹ nó chạy đi. Nhà em ơi. Mà nhà đấy đánh anh em ạ. Thôi chịu rồi. Thôi thua. Chán. Chán phải hình nữa. Em gánh được mọi người. Chào Tú nhá, chào Lộc nhá, chào Bích. Ui, nó đam con rôn ngơ, con rôn nó cứ lao lên em, có rôn thì thủ được đấy. Mà con rôn nó cứ lao lên nhá. Hay là chơi lấy cao thủ để vào chơi với mình nhá. Mình lười em rừng mình nhường cho anh em đi rừng mà khó đánh quá. Anh em vô đi. 85 5700 ạ. Mọi người vô mọi người xem intro nhá. Tối nay thì đánh thành thấp thấp thôi. Mai rảnh thì Trang đánh cao thủ nhá. Dạo đang ốm thì chẳng có đánh này cao, đánh này cao mệt lắm. Bỏ bảng nữa anh em ơi. Hơi buồn nhỉ anh em nhờ. Game đấy cống hiến với anh em một trận đấu mà 30 phút đồng hồ mà thua. Trận đấy thực ra là cũng lúc lẽ ăn được có cái sờ ấy. Mà thằng Lê là có cái sờ thả có mẹ luôn. Thế là bị chúng nó giết có cái sờ luôn. Mọi người bảo làm một chữ like cho team cho tuy một lúc like một lúc team cho mọi người. Anh em làm một chữ follow thì follow cho mình một cái. Còn bạn nào là một chiêu nick liên quân để chơi từ 200k một 200k đến vài triệu anh em IB trực tiếp cho mình. Cần nick có skin gì, cần có tướng ra sao anh em IB cho tuy sẽ gửi nick đúng theo yêu cầu của mọi người. Anh em hợp lý thì anh em mua. Còn anh em cảm giác không hợp lý thì anh em không mua. Ok chưa? Tiếng anh năm được không? Tiếng anh năm, tiếng anh mấy cũng được. Chào mọi người, chào Uy nha, chào bạn Trạch Thanh nhá, cái lùng nguyên nhá. Đang muốn đi mic để ấy cái mà không đánh được. Chơi có gì bây giờ nhỉ? Cái mấy thua của đấy xàm thôi cái mấy cái chuỗi 8 của tôi ạ. Sáng là cái chuỗi 7 vừa làm trận đầu được chuỗi 8. Thì cái chuỗi 9 ấy thì nó rụng quá nhầm trứng luôn. Quá đau khổ.